Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nội dung video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị bốn cái giống hoa hồng ngoại thuộc uh, dòng hoa hồng của Nhật Bản. Uh, nó rất hợp với cái khí hậu nắng nóng hoặc là uh, mưa nhiều các anh chị. Uh, thường các giống hoa thì nó rất đẹp vào mùa thu và mùa xuân. Tuy nhiên cũng có những cái rất nhiều giống hoa ấy uh, ngoài hai cái mùa đó ra thì nó vẫn giữ được cái form dáng của nó vì vậy đối với các cô bác anh chị nào mà ở những cái nơi mà nó cái điều kiện thời tiết nó không thuận lợi thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể trồng nó hoa hồng cái việc chọn được cái giống hoa nó quan trọng lắm các anh chị bởi vì nếu các anh chị chọn không được cái giống hoa mà nó hợp với cái khí hậu hay thổ nhưỡng ở cái nơi các anh chị sống ấy thì việc chăm sóc về sau này nó rất là vất vả à, cái dòng đầu tiên em muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là cái dòng uh, padiot đây là cái giống hoa hồng của nhật bản à, giống này thuộc dòng bụi cao uh, cái sức vươn trồi của nó rất mạnh các bạn anh chị. Ở trung bình trồi nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 40 cho đến 50 cm nếu mà rơi vào mùa thu. Còn nếu vào mùa hè hoặc là những nơi ở miền Nam như các anh chị sống thì nó sẽ vươn được khoảng từ 20 cho đến 30 cm nó mới đóng lụ và ra hoa. form dáng thì là dạng cuốn cánh kép, 41 cánh các bạn anh chị, rất dày cánh và đẹp. Đây là những cái cây Parisus vào mùa hè, vì vậy là nó không giữ được form dáng của nó. Tuy nhiên mùa hè mà ở miền Bắc nắng nóng nhưng mà vẫn giữ được những cái cái form dáng như vậy thì hoàn toàn các anh chị ở trong miền Nam các anh chị có thể trồng được cái cái giống hoa này đấy à, vì vậy là các anh chị có thể sưu tầm cái giống này để chúng ta trồng à, nếu các anh chị nào mà thích giống cái giống hoa hồng màu đỏ thì hoàn toàn các anh chị có thể chọn cái dòng pát ớt này à, cái khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt cây hoa nó khỏe ấy, kể cả nó mắc bệnh chúng ta chữa nó cũng rất dễ các anh chị tuy nhiên nếu cây hoa nó yếu nó mắc bệnh chúng ta rất khó khó xử lý đấy, vì vậy là các anh chị phải lưu ý các anh, cho em là việc chọn giống hoa nó rất quan trọng. vậy cái giống đầu tiên em muốn chia sẻ đấy chính là cái giống bụi uh, cao uh, thuộc hoa hồng của Nhật Bản có tên là Paeonies. các anh chị uh, lưu ý cho em để các anh chị có thể sưu tầm. Uh, cái giống thứ hai em muốn chia sẻ cho các anh chị một cái giống hoa hồng Nhật nữa có tên là Misaki, uh, màu hồng đào các anh chị uh, cũng thuộc dạng cánh kép rất là dày cánh các anh chị nhé. đây là những cái bông hoa trồng ở miền Bắc của Việt Nam các anh chị rất nhiều các anh chị sau khi em đăng tải cái video này lên thì nói là đây là hoa chủ ở, à, quay ở nước ngoài thực tế ra đây là cây cây mà em trồng ở miền Bắc của Việt Nam à, Misaki thì có mùi thơm thuộc dòng bụi chung à, khá là sai hoa các anh chị cây này rất là siêng hoa à, sức chống chịu sâu bệnh khá tốt à, vì vậy là các anh chị có thể sưu tầm à, cánh thì cánh kép khá dày cánh và có màu hồng phấn hồng đào các anh chị Đấy, vì vậy các anh chị có thể thấy được là nó rất đẹp vì vậy các anh chị không cần phải chọn những cái giống hoa hồng gì nó cầu kỳ à, hoa hồng nhật ấy nó không cầu kỳ các anh chị kể cả màu hoặc là form dáng không cầu kỳ nhưng mà khá là ok các anh chị nhé đấy các anh chị có thể thấy được là nó rất đẹp các anh chị nếu chăm được nó rất đẹp à, cái dòng thứ ba mà em muốn chia sẻ cho các anh chị đó chính là cái dòng có tên là blue sky thuộc dòng hoa tím à, đây thuộc dòng bụi cao à, bán leo à, đây là em uốn nó thành một cái cái dàn hồng leo đó các anh chị nhưng nó thuộc dòng bụi cao bán leo vì vậy rất dễ để có thể có một cái dàn đẹp à, hoa thì thuộc dạng hoa chùm các anh chị à, đặc biệt là blue sky là hoa chùm hương thơm à, cánh thì cũng thuộc dạng cánh kép tuy nhiên đấy là à, cái cánh của blue sky thì nó rất là nhẹ nhàng nói chung là êm dịu à, dòng này phát triển tốt đặc biệt là chồi blue sky cực kỳ đẹp các anh chị nó đẹp từ chồi đến lá đến hoa À đây bật đây là cây blue sky em trồng vào mùa hè ở miền bắc việt nam đó các anh chị à, hôm trước em có quay hôm nay thì nó 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 tàn rồi à, tuy nhiên nên là thôi chót nó lúc đẹp nhất thì không quay kịp các anh chị Đấy các anh chị thể thấy đây là cây bụi cao nhưng em đã uốn được một dàn blue sky vì vậy các anh chị nào mà mà muốn có một dàn hoa đẹp ấy, thì trồng blue sky là rất hợp lý à, mùa hè trông chịu tốt sâu bệnh ok không vấn đề gì đấy, các anh chị có thể thấy đấy đây là cái dòng thứ ba mà em muốn chia sẻ với các anh chị nếu các anh chị nào là fan của màu tím thì không thể bỏ qua blue sky được các anh chị nhé. nó rất dễ chăm và khỏe bọn chị mắc phải chữa rất dễ những cái giống hoa hồng nó khỏe các anh chị phun một vài lần thuốc thôi là hết thôi nhưng có những giống yếu ấy, phun khó lắm cái giống thứ tư mà em muốn chia sẻ cho các anh chị chính là cái giống million giống này là cái giống mà em kết nhất trong tất cả cái giống hoa hồng đặc thù của cái giống này nó là cái dòng bông chùm Uh, bông thì không lớn nó là gọi là mili mà nó chỉ rơi vào tầm từ 4 cho 5 cm tức là nó cũng không nhỏ các bạn chị nhá nhưng mà rất sai hoa và đặc biệt nữa là nó có một cái cái form dáng khá đẹp màu hồng uh, bên trong và màu trắng bên ngoài uh, độ bền hoa thì thực sự ra là nó thuộc dạng top đầu các anh chị một cây mini đừng nó có thể cho hoa bền đến tầng khoảng 20 cho đến 30 ngày tức là tương đương với một chu kỳ hoa các anh chị nhé hay các anh chị có thể thấy được đây là những cái cây đơn em trồng ở ở miền bắc của việt nam các anh chị nhá không phải là là những cái bông hoa của nước ngoài các anh chị rất nhiều cô anh chị khi em quay lên bảo là hoa của nước ngoài nhưng không phải các anh chị đây là những cái bông hoa mà đích tay em trồng được ở trong miền nam thì có thể là nó sẽ không cuốn cánh được giống như ở miền bắc tức là dòng này nếu mà mà không khí lạnh gặp không khí lạnh hoặc là hơi hơi lạnh các anh chị như xe lạnh ấy, thì nó cuốn cánh cực kỳ đẹp mà nó bền hoa phải trên 40 ngày của anh chị nhá tức là nó gần như không bao giờ tắt hoa trên cây vì vậy là nếu có anh chị nào mà ở cái, cái xứ nóng hoặc là trong miền Nam ấy thì có anh chị lên chọn những cái dòng như này có thể nó không đẹp nhưng cái, cái khả năng bền hoa và cái giữ màu hoa ấy, rất là lâu các anh chị màu hoa gần như nó không phai các anh chị nhé đấy đây là những cái những cái bông mà nó đã lỡ lâu rồi các anh chị này đấy, nó vẫn giữ được như vậy thì trừ khi các anh chị lâu quá rồi nó, nó, nó chán rồi thì cắt đi thôi cái giống này gần như là nó 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 khô ở trên cây luôn đấy các bạn anh chị Milliarden ấy thì thuộc dòng bụi lùn các bạn anh chị nhá tức là cái chiều cao phát triển của cây ấy, nó sẽ khoảng từ 50 cho đến 70 cm trung bình là từ 50 cho đến 70 cm tức là nó sẽ không cao vì vậy là cái dòng Milliarden này thường là là chúng ta sẽ chơi cây hoa hồng ghép các bạn anh chị à, họ sẽ ghép được rất nhiều cây bonsai đẹp các bạn anh chị nhá vì vậy là dòng này các anh chị không nên mua cây nguyên bản các anh chị nên mua những cây hoa hồng ghép nó rất đẹp Ờ... À, do sức nó phát triển khỏe vì vậy là cũng được chơi được khá lâu các anh chị không sợ nó nó thoái hóa hay lão hóa nó nó chết đâu cái giống tiếp theo em muốn chia sẻ với các anh chị chính là cái giống aoi đấy đây là màu của aoi các anh chị aoi thì cánh nó thưa nhưng được cái là rất bền các anh chị nó thưa cánh rất bền à, màu, mùi hương thì không thơm tuy nhiên giống này khá khỏe các anh chị nhé à, chống chịu mấy bọ trĩ hoặc là tất cả các loại sâu bệnh khá tốt À, những cái dòng mà em chia sẻ cho các anh chị đây là những cái dòng mà rất nhiều các anh chị hỏi là trong miền Nam thì chúng ta nên trồng những cái giống hoa gì bởi vì miền Nam nó chỉ có gì à, có nắng và mưa đúng không? gió mưa vậy thì đây là những cái giống hoa các anh chị chúng ta lên siêu tầm chúng ta trồng ạ aoi thì nó thuộc dòng bụi à, bụi chung thôi à, cánh định, cánh thì không không nhiều cánh các anh chị tuy nhiên nên là màu khá là mộng mơ và khỏe À, đây là những cái giống hoa mà em muốn chia sẻ với các anh chị để chúng ta có thể à, sưu tầm chúng ta trồng bởi vì là việc chọn giống hoa sai các anh chị à, trồng nó rất khó và hai là sâu bệnh nó nhiều chữa cực kỳ khó các anh chị à, em cũng đã chia sẻ một số giống hoa hồng cổ ừ, miền Nam thì hoàn toàn các anh chị có thể trồng những cái giống hoa của Việt Nam như là hồng đào, hồng bạch xếp, bạch ho hay là hồng sapa tuy nhiên là hoa nó sẽ không đẹp các anh chị em khẳng định luôn là hoa không đẹp bởi vì những cái giống hoa hồng đó là phải lạnh cơ à, tuy nhiên nếu mà nó chỉ cần hoa thôi thì lại là, là tốt mà ít khi phải chữa bệnh cho những cái giống hoa đó cái gì nó cũng có giá của nó các bạn chị nhá đấy video này thì em xin phép dừng lại ở đây thôi à, xin chào tất cả các anh chị nhá